Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Obama loan báo sẽ tăng số lượng binh sĩ ở Iraq. Động thái này nhằm mục đích hỗ trợ cho quân đội Iraq bảo vệ và chiếm lại lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Những quyết định cuối cùng về kế hoạch này dự kiến sẽ sớm được loan báo. Sĩ quan cảnh sát khu vực thành phố Dallas Eric Case Bolt bị video quay cảnh ông ta vật một thiếu nữ da đen xuống đất đã từ chức hôm thứ Ba. Quyết định được đưa ra trong giai đoạn đầu của một cuộc điều tra đang diễn tiến về những hành động bị cáo buộc là có thiên kiến về chủng tộc của Case Bolt. Cuộc truy lùng hai tù nhân trốn thoát khỏi một nhà tù an ninh tối đa ở bang New York vẫn tiếp tục. Một nữ nhân viên bị cáo buộc đã hỗ trợ hai tù nhân vượt ngục. Họ được cho là đang ở một nơi nào đó gần biên giới Canada. Cảnh sát bang New York đang trong tình trạng cảnh giác cao. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.